Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển gần 5 tấn thịt lợn chưa qua kiểm dịch. Xã Nam Phong, thành phố Nam Định cải tạo đất trồng quất. Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình chú trọng đến phát triển và bảo vệ rừng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các hộ nông dân ở xã Nam Phong, thành phố Nam Định lại bắt tay vào trồng đào quất. Để có quất đẹp bán trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều hộ đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua cây giống và cải tạo đất trồng. Theo các hộ trồng quất có kinh nghiệm ở xã Nam Phong, thành phố Nam Định, khâu đầu tiên là cải tạo vùng đất trồng quất. Mỗi hộ phải mua hàng chục khối đất thịt đã để ải về để trồng, bởi chỉ có đất thịt thì bầu cây khi đánh lên mới không bị vỡ. Còn đối với đất cát pha màu mỡ ven đê sông Hồng, sông Đào của địa phương, chỉ để dành đắp ấp trúc cho cây quất để sau này thuận lợi cho công việc đánh chuyển cây. Theo tính toán, vụ xuân này, mỗi hộ trồng quất phải đầu tư từ 3 đến 5 triệu đồng để mua đất về trồng. Nguồn quất giống cũng được người nông dân nơi đây chọn lọc khắt khe. Phần lớn người dân mua quất giống trồng ở các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và một phần ươm trồng tại địa phương. Để có một vườn quất bán trong dịp Tết, phải mất từ 2 đến 3 năm ươm trồng mới cho thu hoạch. Vì vậy, người trồng quất phải thường xuyên bám sát đồng ruộng, cắt tỉa, chăm sóc và bảo vệ cây quất. Còn đối với những cây quất đã chơi trong ngày Tết, hầu như không được người dân nơi đây mua lại bởi cây đã yếu và khó hồi phục. Các cây quất mà đã chơi rồi mà có trồng lại được mà phục hồi thì cũng không thể đảm bảo được cái cây mà nó như thế ưng ý canh chơi được. Đây là phải tạo những các cây giống từ ngoài như Văn Giang hay là tên Thái Bình hay là của nhà tạo ra từ tại vườn nhà, dâm chiết chỉa từ lúc còn nhỏ ương lên. Chứ còn những các cái cây mà đã chơi trong quá trình nó chơi nó dài ngày quá rồi thì về nó kiệt sức rồi thì chăm bón nó không lại được, cành cỗi nó sẽ hỏng đi và quả nó nhỏ, nó gầy yếu thì không thể chơi được. Thời điểm này, cùng với việc trồng diện tích quất mới, nông dân xã Nam Phong, thành phố Nam Định đang tích cực phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên cây quất, tập trung vào các đối tượng nhện đỏ, sâu vẽ bùa và nấm mốc. Cùng với đó phun thuốc kích thích tăng trưởng để quất phát triển bộ lá. Chỉ với 360 m² nhưng mỗi năm anh Vũ Hồng Nhất ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũng thu lãi được trên vài trăm triệu đồng từ trồng hoa. Để có được thành công ấy, ngoài kiến thức về khoa học công nghệ, thì điều quan trọng phải có niềm đam mê, khát vọng làm giàu và ý chí vươn lên. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, rồi vào Đà Lạt làm cho một công ty chuyên về hoa của Hà Lan với mức thu nhập khá cao. Nhưng lúc nào anh Nhất cũng nung nấu một mong muốn là đưa nghề trồng hoa về quê mình và sẽ làm giàu từ chính nghề này. Năm 2014, sau khi đi khảo sát ở một số vùng trồng hoa trong và ngoài tỉnh, anh quyết định về Gia Xuân để thực hiện khát vọng của mình. Được địa phương tạo điều kiện dồn đổi diện tích đất canh tác của gia đình để thực hiện mô hình. Mặc dù có kiến thức, kinh nghiệm về trồng hoa, nhưng ban đầu anh Nhất cũng gặp không ít khó khăn, thất bại. Với cái điều kiện khí hậu ở Đà Lạt thì cái nhiệt độ rồi các cái ẩm độ nó thì nó đều trung bình trong năm. Đấy, còn thì như ở ngoài Bắc này thì cái thời tiết nó khác khá nhiều. Ví dụ như mùa hè thì có thể nhiệt độ nó lên tới 40, 41 độ. Mà mùa đông thậm chí nó xuống lại lạnh xuống đến tới 6, 7 độ. Thì cái điều đấy là những cái khó khăn mà để mà xử lý kỹ thuật cho cây trồng nói chung và đặc biệt là đối với cây hoa. Mới ban đầu ra thì em có thử nghiệm nhiều loại cây, đặc biệt là nhiều loại hoa, rồi một số cái cây thu quả. Thì cũng phải mất 1-2 vụ mình trải qua những cái thất bại. Thì sau đó điều chỉnh lại để cho nó phù hợp với các cái loại cây. Không nản chí, anh Nhất tiếp tục làm, rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai ở địa phương. Năm 2016, anh đã đầu tư trên 400 triệu đồng xây dựng nhà kính để trồng hoa nhằm giúp tránh được cái nắng nóng của mùa hè, cái lạnh của mùa đông. Cùng với đó, việc ứng dụng các công nghệ như hệ thống đèn điện, quạt sẽ giúp việc tăng, giảm nhiệt độ trong nhà kính một cách chủ động. Việc đầu tư này đã mang lại thành công bước đầu.
hoa sinh trưởng và phát triển tốt, có chất lượng cao hơn nhiều so với trồng theo phương pháp cũ. Và đây là yếu tố giúp mô hình có tính cạnh tranh trên thị trường, mang lại thu nhập cao hơn. Hiện nay, hoa của gia đình anh không chỉ được bán ở thị trường trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh lân cận như Nam Định, Hà Nam. Bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 20.000 chậu, cành hoa các loại, trừ mọi chi phí cũng thu lãi trên 200 triệu đồng. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đã tạo ra một bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp chuyên canh. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 hectare đạt 300 đến 350 triệu đồng một năm. Từ năm 2008, xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xã đã chuyển đổi 160 ha đất cấy lúa hai vụ sang thành vùng chuyên canh trồng rau màu, đưa tổng số diện tích trồng màu lên 360 ha, diện tích cây lúa chỉ còn 70 ha. Đặc biệt trong quá trình chuyển đổi cây trồng, xã Đức Chính đã xác định thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp là trồng cây rau màu hàng hóa chuyên canh, trong đó cây chủ lực là cà rốt, dưa hấu, dưa lê và cây ngô ngọt xuất khẩu. Đưa giống cây trồng mới, kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị kinh tế cây trồng. Trung bình một sào trồng cà rốt cho năng suất từ 1,2 đến 1,5 tấn. Một sào trồng dưa, năng suất đạt từ 1,2 đến 1,5 tấn. Tái cơ cấu sản xuất bằng thay đổi phương thức, nâng cao giá trị nông sản, sản xuất hàng hóa tập trung từ cây rau màu chủ lực là bước tiến vượt bậc của xã Đức Chính. Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 300 đến 350 triệu đồng. Trên 1 hectare, tổng thu nhập bình quân một người một năm đạt 45 triệu đồng. Qua việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xã Đức Chính đã khẳng định được bước chuyển biến tích cực và là xã duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong 10 năm thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Những kết quả thành công trong quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sẽ là động lực để tạo bước chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương để Đức Chính phát triển và xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Trong khi ở nhiều địa phương, công tác giải phóng mặt bằng luôn là thách thức không nhỏ, thì ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bằng nhiều biện pháp vận động tuyên truyền, rất nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ tự phá dỡ các công trình phụ trợ, tài sản trên đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Với họ, được đi trên những con đường bê tông rộng rãi là niềm vui không gì sánh bằng. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 xã Yên Phú tiếp tục được tỉnh lựa chọn là một trong 7 xã trên địa bàn tỉnh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ những ngày đầu năm mới, xã đã tiến hành xây dựng nâng cấp tuyến đường liên thôn. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 2 km với thiết kế mặt đường rộng 6,5 m. Để xây dựng tuyến đường, cần giải phóng một diện tích đất lớn. Điều đáng nói là trước năm 2014 khi xây dựng tuyến đường này, nhân dân hai bên đường cũng đã hiến đất và tài sản trên đất. Nay trước yêu cầu mở rộng tuyến đường thành đường nông thôn mới kiểu mẫu, một lần nữa, 50 hộ gia đình thuộc địa bàn 3 thôn Bình Phú, Mễ Thượng và Mễ Hạ hiến gần 1.000 m2 đất và tài sản trên đất. Điển hình như gia đình các ông Nguyễn Văn Bảng, Hoàng Văn Kiêm, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Đức Chính và bà Vũ Thị Tư ở thôn Mễ Thượng. Là một xã giáp biển, hàng năm xã Gia Xuân, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định có không ít những cơn bão đi qua. Do vậy địa phương đã chủ động lồng ghép nhiều mục tiêu phòng chống thiên tai và chống biến đổi khí hậu trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới, theo hướng xây dựng mô hình an toàn phòng chống thiên tai. Năm 2017, Gia Xuân đã hoàn thành xây dựng 2,4 km đường liên xã từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án Vườn Quốc gia Xuân Thủy, 2,4 km đường Bình Xuân giai đoạn 2 phía tây sông CA21, 1,7 km đường liên xã từ Gia Xuân, Gia Hải. Các hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường nội đồng với tổng diện tích 162.386 m2, tổ chức đào đắp 21,1 km đường giao thông nội đồng. Ngoài ra, nhân dân các xóm cũng đóng góp vốn để kiên cố hóa 20,7 km đường giao ngõ xóm với giá trị hơn 4 tỷ đồng và 710 m đường nội đồng với số tiền hơn 200 triệu đồng. Chủ động kiên cố hóa 1,9 km đường vành đai phòng chống bão lũ xóm Xuân Minh, Xuân Châu. Xã hỗ trợ người dân xây dựng hệ thống thoát nước tại khu dân cư trung tâm xóm Thị Tứ và các xóm lân cận, đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, với đặc thù xã ven biển, hệ thống thủy lợi cũng được xã đặc biệt quan tâm và củng cố nhằm đảm bảo tiêu thoát úng tốt,
chủ động ngăn ngừa tốt thiên tai và chống xâm nhập mặn sâu vào đất liền, phối hợp xây dựng mô hình trường học an toàn tại trường mầm non và trường tiểu học, thành lập ban quản lý rủi ro thảm họa trường học có sự tham gia của giáo viên và phụ huynh. Các công trình đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật, bố trí hợp lý trong khu dân cư, đảm bảo đầy đủ thiết bị, không gian tránh trú bão an toàn. Trong những năm qua, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã đạt được các mục tiêu bảo vệ phát triển rừng, nhờ đó mang lại nhiều giá trị kinh tế và giữ vững quốc phòng an ninh. Trên địa bàn thành phố Tam Điệp hiện có trên 2.700 hectare rừng, bao gồm rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tập trung ở các xã Yên Sơn, Đông Sơn, Quang Sơn và phường Nam Sơn. Thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng bằng nhiều biện pháp, khuyến khích các cá nhân tập thể chăm sóc, trồng rừng để nâng cao độ che phủ, thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ. Đây là cánh rừng thông mà gia đình ông Nguyễn Văn Nhu nhận khoán bảo vệ từ năm 1993. Hiện rừng phát triển tốt, hàng năm mang về nguồn lợi đáng kể. Đối với những cán bộ thuộc hạt kiểm lâm Tam Điệp, luôn thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời sự phát triển của rừng, diện tích đất lâm nghiệp tại địa bàn được phân công. Từ đó tham mưu hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ, nhất là ở những vùng giáp danh, vùng có nhiều diện tích rừng sản xuất. Cái công tác bảo vệ rừng thì nó diễn ra quanh năm, nhưng mà nó theo các cái mùa vụ. Ví dụ như mùa xuân này thì cái áp lực về cái phòng cháy chữa cháy rừng thì nó giảm hơn so với lại cái chính vụ. Thế thì cái chính vụ ở đây thì có hai cái vụ cháy rừng chính trong năm, là cái vụ từ tháng 4 cho đến tháng 7 dương lịch, là cái vụ mà có cái nắng nóng kèm theo với cái gió lào, là cái mà nguy cơ áp lực về cháy rừng lớn. Cái thứ hai là cái vụ chính nữa là cái từ tháng 11 cho đến tháng 1 năm sau là cái vụ đông ken, thì cũng là cái khô hanh mà nguyên nhân chính gây ra cái cháy rừng. Thì để mà phòng cháy cái chợ cháy rừng tốt ấy, thì căn cứ vào cái chương trình cụ thể công tác thì đầu năm chúng tôi thường là làm cái công tác tuyên truyền trước. Tuyên truyền thì nó có nhiều hình thức, một là gửi các cái văn bản nhà nước xuống các địa phương để cho các phòng văn hóa thông tin của địa phương người ta phát thanh. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tổ chức phát thanh lưu động theo các cái cụm, các cái tuyến rừng trọng điểm mà thường có cái vi phạm để người dân ta ra vào ta có cái ý thức nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng. Thời điểm hiện nay, cùng với tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác trồng rừng, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phòng cháy chữa cháy trong mùa hè nắng nóng sắp tới, đảm bảo rừng phát triển bền vững. Với đội ngũ là những y bác sĩ trẻ chủ yếu trong các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Hưng Yên đã mang lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ để thực hiện những chuyến từ thiện, những chương trình cấp phát thuốc miễn phí đầy ý nghĩa và hiệu quả trong 7 năm qua. Được thành lập từ năm 2012, đến nay câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh đã có trên 300 thành viên là những y bác sĩ trẻ chủ yếu đang công tác trong các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Trung bình một năm, câu lạc bộ thường xuyên kết hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức từ 3 đến 4 chương trình thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc và kiểm tra sức khỏe miễn phí cho hàng trăm lượt người dân. Các gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chương trình trị giá từ 200 đến 300 triệu đồng. Nhiều chương trình hoạt động của câu lạc bộ phối hợp tổ chức đã trở thành truyền thống hàng năm của tuổi trẻ Hưng Yên như Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, Lễ hội Xuân Hồng, Ngày hội thầy thuốc trẻ Hưng Yên làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Với phương châm coi bệnh nhân như người nhà, bằng tấm lòng của người thầy thuốc và sức trẻ niềm đam mê, nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh đã góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người thầy thuốc trong lòng nhân dân. Từ những nỗ lực, câu lạc bộ đã góp phần quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Mới đây tại thôn Đức Nhân, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức ra quân tháng thanh niên và phát động chiến dịch làm sạch ruộng đồng năm 2019. Với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, trong tháng thanh niên năm 2019, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như 100% đoàn cấp huyện tổ chức ra quân tháng thanh niên năm 2019, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên học sinh, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên cao tuổi tại địa phương. Kết nạp 5.000 đội viên mới, 2.000 đoàn viên mới, giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó ít nhất 200 đoàn viên được kết nạp Đảng.
toàn tỉnh xây dựng sửa chữa được ít nhất 10 km đường điện trong phong trào thắp sáng đường quê, trồng chăm sóc 120.000 cây xanh trong phong trào hành trình xanh. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã dành tặng phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đức Nhân, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tặng biển tài trợ chương trình Hành Trình Xanh trị giá 50 triệu đồng cho tỉnh đoàn. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ là tạo cho các vùng quê Thái Bình một diện mạo mới, mà quan trọng là tạo cơ hội để những người nông dân xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là những điều chúng ta thường bắt gặp ở nông thôn hiện nay. 19 giờ, tại nhà văn hóa thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, gần 100 thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ bắt đầu buổi tập. Việc tập luyện như thế này đã được câu lạc bộ duy trì thường xuyên trong một năm qua. Bà Chu Thị Trích năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn tích cực tập luyện cùng chị em phụ nữ trong thôn. Khiêu vũ đã mang đến cho bà sức khỏe và niềm vui lúc tuổi già. Cả mọi chị em là người biết bảo người không biết. Thế là chị em là có những người là trước kia đau đầu gối và bây giờ đi tập là đỡ đau. Sau một ngày làm việc vất vả, thấy rất là vui. Văn nghệ mang đến cho người dân xã Phú Lương hay nhiều người dân khác ở Thái Bình niềm vui, sức khỏe, sự thoải mái trong tinh thần để lao động và làm việc hiệu quả hơn. Và chính sự phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật ở khắp các thôn xóm của Thái Bình thực sự trở thành những miền quê đáng sống. Dạy học gắn với phát triển năng lực cho học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm gắn lý thuyết với thực tiễn. Đây là xu hướng giáo dục mới đang được khá nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình áp dụng và đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Nho Quan Xê. Đây là tiết học về công nghệ silicat của môn hóa học lớp 11. Không phải là giờ học lý thuyết căng thẳng, trừu tượng, mà các kiến thức đã được chính các em học sinh chuyển hóa thành tiểu phẩm táo quân sinh động. Những khái niệm hóa học như silic dioxide, natri carbonate hay canxi carbonate đã được hình tượng hóa trong câu chuyện kể hóm hình trên sân khấu hay bằng những mô hình cụ thể, qua đó giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn. Học theo mô hình này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp các em tự tin hơn khi bước ra ngoài xã hội. Tổ chức hoạt động dạy và học theo phương pháp mới này đòi hỏi sự đầu tư công phu của đội ngũ các thầy cô giáo. Nhưng hiệu quả mà nó mang lại là sự hứng thú tham gia tích cực từ phía học sinh. Một giờ học bao gồm các kiến thức trong sách giáo khoa và trong xã hội và những kỹ năng sống cần thiết cho mỗi người. Xác định đầu tư cho giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã chú trọng huy động nhiều nguồn lực, đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo. Những năm qua, ba cấp học trên địa bàn xã Hải Triều đã được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ như bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh. Trong đó, ngân sách địa phương chiếm 50%. Ngoài nguồn đầu tư của huyện, tỉnh, xã Hải Triều cũng huy động sự hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh mua sắm bàn ghế, trang thiết bị học tập, ghế đá, cây xanh để xây dựng môi trường học tập xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, phong trào khuyến học khuyến tài được quan tâm chú trọng, một số dòng họ xây dựng quỹ khuyến học lớn như dòng họ Dương, họ Lê, họ Nguyễn. Mới đây tại khu vực chốt kiểm dịch số 2, cầu Hưng Hà, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Hưng Yên đã kịp thời phát hiện ngăn chặn xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C22028 đang có hành vi vận chuyển 49 con lợn thịt với tổng trọng lượng 4.900 kg ra khỏi địa bàn thành phố. Lái xe đồng thời cũng là chủ thu mua số lợn trên được xác định là anh Lê Đình Thế, hộ khẩu thường trú tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số lợn mà anh Thế đang vận chuyển đều không có đăng ký kiểm dịch theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên, anh Thế khai đã thu mua số lợn trên của anh Trần Quang Dương, địa chỉ tại thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, với giá 42.000 đồng 1 kg.
đoàn đã tiến hành lập biên bản trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Thế về hành vi không đăng ký kiểm dịch khi vận chuyển động vật thuộc diện phải kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, đồng thời yêu cầu anh Thế vận chuyển toàn bộ số lợn trên trở lại địa bàn khu vực thu mua và tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại cũng như phương tiện vận chuyển theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.